Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay nhà mình lại có mấy học viên để dạy cái món học cái món thịt nướng nu này, nướng chum nhá. Chỗ này mỗi lần nhà mình dạy là học viên thực hành được rất là nhiều thịt. Bởi vì nhà mình học xong là cái này là để xuất cho khách hàng luôn. Làm ra học viên thực hành được thực tế rất là nhiều. Thầy Tuấn đâu rồi? Thầy Tuấn nên lật cái thịt đi không có để kiểm tra xem nào. Đấy, cái thịt thì mình đã hong lên rồi đấy nhá. Thì các em để ý nhá. Đấy, thịt hong lên thì bây giờ mình chỉ cho ra đây mình nướng hơn nữa cho nó nóng bì. Đấy, cho nó nóng hết thịt thì bắt đầu mình khi đủ thời gian cái thì các bạn kéo cái xích lên để cho nó căng nhiệt lên cho nó nổ. Tí nữa mà anh mà kéo đấy các em để ý nhá, là nổ như bánh đa luôn. Với cái món thịt nướng nu này, nướng chum này thì các bạn phải có những cái địa điểm nó phải rộng. Nó phải rộng nhá. Thì vì làm được, bởi vì những cái khu phố mà chật thì làm cái món này nó không phù hợp. Đấy, hàng xóm người ta sẽ bị khói. Đấy, nhưng mà những cái chỗ mà góc ngã ba ngã tư chợ thì rất là phù hợp. Làm cái món này thì để muốn nổ được bì ấy, thì mình phải dùng bằng kinh nghiệm nhé. Bằng mắt thường, nhìn bì, soi bì. Thì không có mấy công thức nào cả. Chuẩn bị đến giờ kích nổ rồi. Thì em cho kích nổ một phát nổ hết hay nào cứ cho nó từ từ đấy. Đang nổ gần. Không cho ấy lên. Ờ, về nhá. Mai lên học nhá. Cái đấy khi được rồi đấy. Cho soi cái nhá. Đấy, như thế là được. Cho ra đấy. Đấy, mình đánh được rồi đấy. Cái này mình hong kỹ rồi đấy, cái đấy mình đấy hết con gì đâu. Cái này là nổ hết tầm rồi còn gì. Đây này, mọi người để ý nhá. Như cái miếng này tùng góc cái miếng này này. Miếng này thì đầu này được rồi, đầu này chưa được. Thì cái đầu chưa được mình phải để vào bên giữa nhá. Để cho nó đủ nhiệt. Đấy, những cái miếng mà đầu nào chưa được các bạn phải cháo đầu. Thịt ngon như thế này. Này chim. Đâu sao đây soi miếng này cái xem nào. Đấy. Thịt nổ bì như bánh đa ngon như thế này mà mọi người này chim im thế nhỉ.
Đây là những cái miếng mà đã nổ được bì nhé. Thì mình xếp riêng ở bên này. Chỉ là để cho nó ấm, nó nóng thôi chứ không để vào nhiệt nữa. Đẹp nhỉ? Ủa, máy nóng rồi. Nóng máy rồi. Cơm.